Xe đạp thể thao VIP.com xin chào bạn. Shop xe đạp thể thao VIP rất vinh dự là một trong những shop bán xe đạp online số 1 tại Việt Nam. Rất hạnh phúc khi mang tới cho quý cô bác và anh chị trên mọi miền Tổ quốc những chiếc xe đạp tốt và phù hợp. Và bạn Hỏa ở thành phố Lào Cai 2 tuần trước đây có mua của shop một chiếc xe đạp địa hình Savadik. Khi nhận được xe, bạn rất hài lòng vì xe đẹp chuẩn hơn mong đợi. Bạn trao đổi thể lực của em bình thường chỉ có cân nặng là 44 kg và đã thử nghiệm nhiều môn thể thao. Nhưng đến khi làm quen với môn xe đạp thể thao, em thực sự phấn khích vì nó mang lại cho em nhiều cảm hứng. Sức khỏe em được cải thiện rõ rệt. Và chiếc xe đạp địa hình Savadik này thực sự là người bạn đồng hành của em vào mỗi buổi sáng và buổi chiều khi em đi xe Savadik này. Nhiều bác thử và rất thích đó. Vâng, xe đạp địa hình Savadik với cấu hình tuyết đỉnh, khung bằng carbon cao cấp Mark T800 của nhà máy Nhật Bản, bộ truyền động VIP Shimano DRM6000 cùng với phụ khí công nghệ khóa ABS cộng rất chất. Và với Savadik thì đang có 4 màu bắt mắt, đó là màu xanh ngọc, màu đỏ trắng, màu vàng cỏ úa và màu đen trắng. Sau một thời gian chờ đợi, hôm nay hàng đã về kho và lô hàng xe đạp Savadik hiện nay đã tăng giá 800k trên một xe so với lúc bạn Hòa mua. Đó là do thị trường các sản phẩm xe đạp thể thao, nhất là xe đạp cao cấp đồng loạt tăng giá từ tháng 4 năm 2021. Và những lúc đồ cao cấp như Shimano Ultera R8000 hay Shimano 105 R7000 sẽ được trang bị cho các xe đạp đua, hay những chiếc rút đồ Shimano DR đây NX trang bị cho những chiếc xe đạp thể thao địa hình thì rất khan hiếm, khan hàng trên thị trường và giá tăng rất nhiều. Và bạn Hòa đã mua xe của shop, đã trải nghiệm sản phẩm và dịch vụ của shop, nên ngay khi có nhu cầu mua xe, bạn Hòa lại liên hệ với shop. Em đã chuyển cọc 1 triệu rồi, chị chốt gửi cho em một chiếc Savadik màu xanh cho cô em nhé. Và 7 giờ 30 phút sáng ngày hôm nay, bạn Hòa trao đổi với shop như vậy. Vâng, cảm ơn bạn Hòa cũng như rất nhiều khách hàng khác trên mọi miền Tổ quốc đã đến với shop xe đạp thể thao VIP.com mua cho mình, mua cho người thân của mình những sản phẩm xe đạp tốt và phù hợp nhất. Và đây chính là siêu phẩm Savadik màu xanh vô cùng ấn tượng mà bạn Hòa chọn mua cho cô của mình, đó là cô Cúc. Vâng, mời bạn cùng shop kiểm tra xe Savadik này để gửi về Lào Cai. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao VIP.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi, hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Savadik như shop chia sẻ thì đang có 4 màu, đó là màu đen xanh, màu đen trắng, màu vàng cỏ úa và màu đỏ trắng. Và với cấu hình là khung bằng carbon cao cấp size 17E và số 27,5, đây chính là size lốp. Lốp sử dụng lốp Racerking Continental 27,5 x 2.0. Tiếp theo, đó là xe đang sử dụng một chiếc phuộc khí. Và phuộc khí đây bạn nhé, có chữ I này, phuộc khí công nghệ khóa phuộc ABS cộng, tức là điều chỉnh nhiều nấc giảm xóc khác nhau cho nhiều mục đích sử dụng của người sử dụng. Và rất hay. Và các đường nét của Savadik thì tuyệt vời. Với hãng Sava thì là một hãng danh tiếng với chất lượng carbon cao cấp Mark T800. Chiếc khung này đã được bảo hành 60 tháng, tức là 5 năm. Bạn hoàn toàn yên tâm sử dụng. Đồng thời chiếc Savadik đang sử dụng bộ truyền động Shimano DRM6000. Và Shimano DRM6000 được sản xuất tại Nhật Bản đó nhé. Thì bộ truyền động này đang rất là khan hiếm và sử dụng bộ truyền động của Nhật thì hoàn toàn yên tâm. Cùng với bộ đùi đĩa trục rỗng công nghệ hiện đại nhất hiện nay của hãng review Suolo. Và 3 đĩa và 10 nít, tức là xe này có 30 tốc độ và chạy đường bằng, đường nông thôn, đường nhựa, neo núi, hoàn toàn phù hợp và rất là nước luôn. Đây là chiếc màu xanh gửi cho cô của bạn Hòa, tức là cô Cúc. Shop xe đạp thể thao VIP.com không những là shop bán xe đạp online số 1 tại Việt Nam mà còn bán cả thêm những đồ chơi của xe. Khi bạn đến với shop cũng mua được chiếc xe đạp tốt, còn mua thêm được những cái phụ kiện hoàn toàn phù hợp rất đa dạng, từ những chiếc đèn còi, đèn hậu, rất nhiều model, nhiều chủng loại bạn nhé. Hay bình nước cũng rất là nhiều, chân chống, gọng bình nước rất nhiều luôn. Đây là bộ chắn bùn rút này. Hay bơm thì shop cũng có rất là nhiều chủng loại luôn. Mũ thì cũng có rất là nhiều. Và đây là những phụ kiện là đặt kèm theo xe thì shop cũng sẽ đóng cùng với xe để gửi cho cô Cúc. Và cô Cúc là cô của bạn Hòa. Và bạn muốn xem chi tiết chiếc Savadik này, shop đã chụp hình ảnh, đăng thông số kỹ thuật cũng như giá trên web xe đạp thể thao VIP.com. Và shop đã dựng đủ màu, review chi tiết từng màu sắc, có để lại đường link ở dưới phần mô tả video này
để bạn dễ dàng xem được màu sắc bạn mua tại shop xe đạp thể thao, khi chúng còn cực kỳ đơn giản và dễ dàng, dù bạn ở bất cứ nơi đâu, ở vùng núi hay vùng cao, vùng đồng bằng, ở tỉnh nào, chỉ cần mua xe có người mang xe đến tận nhà cho bạn, và shop luôn có đội ngũ tư vấn, đội ngũ kỹ thuật đồng hành cùng bạn, hướng dẫn bạn lắp dựng một chiếc xe đạp khi mua online hoàn hảo, hoạt động trơn tru và bền bỉ nhất. Vâng, với hãng Sava thì là hãng xe đạp thể thao của Đức đang dẫn đầu về dòng xe đạp carbon, có rất là nhiều model. Đối với dòng xe đạp đua thì shop đã có đầy đủ tất cả các model bảng 2021 như Phantom 3, X3, R6, Coronado và rất đầy đủ xe đủ màu để bạn đến với shop dễ dàng tìm và mua cho mình được chiếc xe đạp phù hợp từ kiểu dáng, màu sắc, kích cỡ, cấu hình đến giá tiền của xe. Vâng, một lần nữa cảm ơn bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo ở khung giờ 8 giờ, 9 giờ sáng và 20 giờ tối ngày. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.